Các bạn vui lòng đăng ký kênh để nhận được nhiều video mới hay và bổ ích hơn. Thì cách đăng ký như thế nào? Bạn chỉ cần nhấn vào mục đăng ký, đồng thời nhấn vào cái chuông ở dưới đây. Thế là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo một cái giá đỡ thì như thế nào. Đầu tiên mình sẽ vào cái family. Đây mình có new và family. Và mình chọn là cái template metric. Sau đó mình sẽ đi tìm cái span metric. More bands. Space bay đi, mình làm cái này. Thì cái template này nó sẽ giúp cho mình gọi là cái nó sẽ giúp cho cái family đó nó bám lên cái trần sàn gì đó, thì cái mặt phẳng. Ở đây ví dụ giờ mình sẽ tạo một cái bảng mã không, thì mình sẽ làm gì, mình sẽ ghép lên, bấm chữ RP như vậy, ghép lên chỗ này, bấm DI khóa lại, mình nhớ bấm ở giữa này để equal là để cho nó bằng, và bấm align. Vào. Khóa vào. Rồi. Thì xong rồi mình bấm lại bấm đi để mình dán lên một chỗ như bạn mã này. Dán lại chữ A. Không. Đó. Và bên đây cũng vậy tương tự. Đi. Đó. Đi. Thì cái này mình sẽ cho nó là ví dụ như là 300 đi. 300. Không. Đó. Rồi sau đó mình sẽ lên cái mặt front để mình coi cái bảng mã này. Không. Để bấm RP tiếp tục vẽ đường này online vào. Cái bản mã không đây cho dù là 5 đi không mình sẽ thay đổi được. Rồi ở đây á, lên cái mặt này mình sẽ vẽ một cái bản mã tiếp ở đây. Trong đây là trong cái không gian này mình sẽ hai cái bên ra nữa. Và bấm align, align này như này, align, align. Rồi bấm equal, rồi chọn đây. Thì đây mình sẽ chọn gì? Mình chọn cái giữa mã không? Đó. Ok, ra cái mặt front, bạn thấy không? Rồi tạo một cái plan, bấm đây liên tiếp plan cho H đi. Không. Rồi mình lên bắt đầu xem ha. Rồi ở đây mình có thể chỉnh cái bản mã này, chỉnh rồi đây giờ mình lên mặt này bản mã này mình sẽ chỉnh được, ví dụ mình chỉnh hai cái plan đây, mình làm nó càng đa dạng đó thì nó sẽ dễ. Bấm để y đi mình đi là align á. Đây. Rồi. Mình sẽ đi cho nó kích thước. Không. Mà là bây giờ bảo mã đứng không? Sẽ giải tiếp một cái chữ L ở đây. Đúng không? Ví dụ như là
nhưng mà ở đây mà mình sẽ là cái mình sẽ chỉnh cái thickness của ví dụ như là 5. Đây là một trong một ý tưởng đó, đó là để nghe ở đây rồi cái ống bắt như đây cũng là một cái cách ha. Còn lại sẽ bắt những cái ống như đây thì khuyến khích mình nên cái phần cái cùm á, cùm u á thì nên là mình sẽ đặt ở dưới đây và đặt riêng thì nó hay hơn. Nó không đặt ống riêng, đặt ống vô riêng. Đó là phần đây sử dụng mình thay đổi kích thước. Đổi kích thước này. Mẫu mã. Trước đây 300 cái này nó cũng rộng theo. Còn mình không thích thì mình bỏ cái tham số rộng theo. Đừng khóa nó, mình chỉnh riêng này cũng được. Và chỉnh riêng này cũng được. Không, cái này là ở ngoài thực tế là có cái dạng này ha. Rồi cái điều chỉnh rồi các bạn có thể tùy biến thêm theo cái giá đỡ mà của mình theo thực tế như thế nào. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì nếu có thắc mắc nào thì các bạn cứ để comment dưới, và nếu mà các bạn nào muốn hướng dẫn thì viết một cách bài bản thì liên hệ mình sẽ có cái khóa học online giúp cho mấy bạn có thể nắm bắt tiếp cận được gì biết nhanh nhất và hiệu quả nhất và gần như là như thực tế bên ngoài làm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.